Đồ gỗ Mỹ Nghệ Kinh Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Và thưa quý vị, hôm nay là buổi chiều ngày 11 tháng 7 năm 2021. Và trong video clip ngày hôm nay thì đơn vị Đồ gỗ Kinh Bắc rất là vinh dự được bàn giao một combo bộ sản phẩm cho gia đình nhà anh Nguyễn Đức Kẻ đến từ Đan Phượng, Hà Nội. Và anh Kẻ có đặt bên cơ sở chúng tôi gồm có hai sản phẩm, đó là một chiếc sập lằm tam diện hàng dạ trơn cổ trị liền chân 24 bằng chất liệu gỗ hương đá có kích thước là 1m8 x 2m2, và kèm theo đó là một cặp sản phẩm lục bình phong thủy có kích thước chiều cao là 1m57 với đường kính bụng là 45 phân. Và cả hai sản phẩm thì đã được cơ sở lắp đặt cũng là kê vào đúng vị trí không gian phòng thờ của gia đình nhà anh Nguyễn Đức Cảnh. Và quý vị nào ở gần thì rất mong quý vị có thể qua trực tiếp tại gia đình nhà anh Cảnh ngụ tại Đan Phượng, Hà Nội để chiêm ngưỡng được cái bộ đôi sản phẩm hàng thửa đỉnh cao của bên cơ sở chúng tôi. Và trong phong thủy thì lục bình đem lại sự may mắn cũng như là tiền tài, tài lộc về cho gia chủ. Và anh Cảnh có đặt bên cơ sở chúng tôi là một cặp sản phẩm hàng chọn vân chun đều tứ diện bằng chất liệu gỗ cẩm vàng có kích thước chiều cao là 1m57 với đường kính bụng là 45 phân. Và kèm theo đó là một chiếc sập lằm tam diện hàng dạ trơn cổ chỉ liền chân 24, đó, hàng tam diện gỗ hương đá có kích thước là 1m8 x 2m2. Và cả hai sản phẩm đều là hàng thửa dày dặn và là hàng chọn gỗ chọn vân. Đó, và đây là không gian phòng thờ của gia đình nhà anh Nguyễn Đức Cảnh, nó rất là linh thiêng và uy nghiêm quý vị nhé. Đó, với những bộ sản phẩm như là câu đối cuốn thư, những sản phẩm câu đối lòng mo và cửa võng được dát vàng ta, đó, rất đẹp quý vị nhé, được bài trí cũng như là bố trí trong không gian phòng thờ nó cực kỳ linh thiêng. Và khi quý vị mua thêm một chiếc sập lằm hay là những sản phẩm lục bình thì nó tăng lên cái vẻ đẹp cho không gian phòng thờ. Đó, sản phẩm lục bình có ý nghĩa là chiêu tài hút lộc, và sản phẩm sập lằm tam diện thì chúng tôi làm loại thửa dày dặn bằng chất liệu gỗ hương đá, sản phẩm có kích thước là 1m8 x 2m2, và kèm theo đó thì anh có một bộ trường kỳ bằng chất liệu gỗ cụ Quảng Bình, đó, chất liệu gỗ cụ ta, rất đẹp quý vị nhé. Và thông tin chi tiết thì quý vị có thể điện thoại cho chúng tôi theo hai số hotline, đó là 0968 82 0 và 0868 82 0. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại làng nghề thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và quý vị có thể chiêm ngưỡng được ở không gian phòng thờ của gia đình nhà anh Cảnh thêm một lần nữa với những sản phẩm câu đối cuốn thư, đó, câu đối lòng mo và những sản phẩm cửa võng. Và video clip của chúng tôi cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Và xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.